Dạ thưa quý vị, tiếp theo đây thì hai anh em nhà em sẽ dẫn quý vị đi du lịch. À, nghe đi du lịch là khói được không? Nhưng mà em có biết tại sao mà mà anh muốn dẫn em đi du lịch không? Tại vì cái ca khúc tiếp theo nó rất là thú vị. Nhưng mà anh không biết là trong số những cái nơi mà em đi á, cái nơi nào nó lại để cho em nhiều cái kỷ niệm và ấn tượng nhất? À, cái nơi mà để cho em nhiều kỷ niệm ấn tượng nhất, em xin được kể đó là Hà Tiên. Hà Tiên. Em đối, với... Hà Tiên. đối với tại sao? Hà Tiên. Đối với tại sao? anh thì anh chỉ đoán ra được là em thích đi du lịch thôi tại vì nhìn tướng của em thì anh nghĩ là cái chân này chân đi rồi nè dạ em đi với lắm má của ờ. em hoài mà ờ chắc em là tuổi con mèo hay là ngựa đó phải không em tuổi con mèo đó bởi vậy con mèo hay đi hoang <laughs> cho nên là em đi nhiều đúng em không em đi du trời. lịch em đi du lịch dạ à. rồi thế thì em đến hà tiên vì cái lý do gì à bởi vì hà tiên có những món đặc sản rất là ngon kể sơ sơ cho anh vài món nè. vài món ví dụ ví dụ như là mắm cà xỉu nè trời ừ. hủ tiếu hấp nè hủ tiếu hấp à, À bánh canh chả ghẹ nè. Bánh canh chả ghẹ. Xôi sim. Xôi sim. Dạ. Còi biên mai. Trời ơi, đồ ừ. ăn gì đúng gu của em rồi ha. Anh biết còi biên mai không? Còi biên mai là có phải là cái con uh, sò biên mai xong dạ, lấy rồi. cái còi nó là mình nướng đúng Đúng rồi. Đúng không? Nó 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 sống ở dưới biển nó hình tam giác. Hay quá. Nhưng mà anh, của anh nó bây giờ anh nghe thôi chứ anh chưa có cơ hội ăn. Trời ơi, anh phải ăn anh ơi, nó ừ. ngon dữ lắm. Hay bây giờ em ship cho anh một ký đến nơi anh nướng anh ăn thử cho dạ, biết. Dạ không, không thể nào mà ở Hà Tiên mà em ship cho anh được. Cứ làm xong chương trình này đi rồi em sẽ lên kế hoạch em dắt anh đi hay quá để tuyệt vời khi anh mà chị tư ra được một cái chương trình nữa lần thứ ba thì lúc đó anh sẽ lên khoảng bốn năm ký để bù cho anh quốc đại có nghĩa là sau cái chương trình đó mọi người giảm ký của mình anh đăng ký dạ <laughs> vâng còn anh thì sao anh anh có thích hà tiên không trời ơi anh thích hà tiên y chang em biết à, sao không sao tại vì hà tiên có thập vịnh cảnh thập vịnh cảnh mà có khi là mười cảnh đẹp ha đó thập bình cảnh thập là 10 đúng không Ở đây có 10 cái cảnh đẹp nhất ở Hà Tiên Mà mình phải đặt chân đến Cảnh đó là gì vậy anh Ôi muốn biết cái cảnh này thì bây giờ phải lắng nghe Cái ca khúc này do chị Tư Cẩm Ly kể cho em nghe Kể ra mình cũng tự hào về đất nước mình quá ha Đúng rồi, anh ha. Ừ. Nói về cảnh đẹp là Hà Tiên có thập cảnh Thập cảnh Nói về đồ ăn thì Hà Tiên có thập cẩm Thập cẩm Và Hà Tiên thì chào đón khách thập phương Đó à. cho nên Và bây giờ chúng ta sẽ cùng Đi, Đi thôi, thôi.